À, có một câu mà từ đó giờ chúng ta cũng thường nhắc nhau mà nó rất là quan trọng, mà cũng thức tỉnh được nhiều người chúng ta. Đó là câu những Đức thường nói: sống cuộc đời này thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Khi bị gặp sự cố gì buồn khổ nhất mà bị nhớ được câu này nó cũng đặc biệt lắm quý vị. Cứ thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, đúng không? Hồi đó nhiều người cũng gặp những Đức mà nói có khi câu đó mà thức tỉnh cho họ, tại thiếu nợ thì phải trả, than van thì cũng trả, mà trả mà than van thì khổ, khổ trả, còn vui trả thì mau, mà khổ trả thì lâu. À, chúng ta đến với cuộc đời này thì nhiều món nợ lắm mà phải gặp thôi, thì gặp món nợ nào trả món nợ nấy, nhớ nghe. Nó nên là người xưa câu rất là hay: nhân chi sơ tính bổn thiện. Giờ mỗi người chúng ta mình phải tin Phật dạy, con người vốn là thiện, nhất định họ sẽ thiện. Mình chưa đủ cái đức để cảm hóa họ, nên nhất thời họ ác một chút, chứ nhất định họ thiện. Phải tin chỗ này. Nhưng nếu gặp cái cô này, có nói một câu: lúc trước cô cũng đến một ngôi chùa, cô niệm Phật. Cái chùa đó vị thầy cũng hướng dẫn niệm Phật. Nhưng vị thầy này nói về thế giới cực lạc, nói niệm Phật không. Cô thì cô khổ tâm, nên khi mà cô niệm Phật á, thì cô khóc suốt. Suốt mấy năm cô đến ngôi chùa cô niệm Phật, mà cô mỗi lần cô niệm Phật là cô cứ khóc suốt vậy. Không có chuyển hóa được gia đình mà nó héo hon. Tại vì cô niệm Phật là cô khóc suốt vậy đó. Cô đến cô lại Phật, cô niệm Phật là cô khóc à. Nó giống như tuổi cứ thăng cuộc đời mình khổ quá vậy đó. Nó không thông cái tâm cô. Vậy mà từ khi cô biết những đức thì cô nghe những bài giảng nhân sinh, thì tự nhiên cô nghe có thông cái tâm, mà cái câu nãy như Đức nói: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Mà cái câu đó nó đánh thức vô lương tâm cô. Cô nói à, thì ra là lúc trước giờ mình cũng niệm Phật, nhưng mà mình không có nói nghe gì nhân quả, mình chỉ niệm Phật thôi. Rồi mình lên niệm Phật mình khóc suốt kia đó, nó không chuyển hóa được. Khi mình nghe ông này ông nói chuyện thì ông nói nhân quả, rồi ông nói gì nhân sinh, ông vạch rõ ra, ông thông luôn cái tâm mình. Thì ra là mình thiếu nợ người ta. Mà mình cứ lên niệm Phật là mình đau khổ, mình khóc với Phật. Mình nói tại sao Phật không từ bi giúp đỡ con, mà để con đau khổ dữ. Nên cô niệm mấy năm luôn mà không chuyển hóa quý vị. Vậy mà khi mà cô đi đến chùa mỗi tuần chủ nhật đồ, cô nghe cô giảng cô vui. Hoàn toàn cô tỉnh táo lại và cô giống như con người cô tươi tắn rõ ràng luôn. Và mỗi ngày cô nghe giảng hoài, cô đi sâu vào nhân quả. Thì cô nói rằng trong vòng 4 năm cô tu cô rất an lạc, cô cứ ở nhà dụng công tu, rồi ngày thứ bảy chủ nhật đến chùa cô cứ an lạc cô tu tập. Cô thấy thời gian qua rất mau và qua 4 năm cô biết chùa mình. Thì 4 năm sau người chồng mà làm khó dễ cô nhất luôn, từ tu hành cho tới ăn chay cực kỳ khó khăn với cô luôn. Cô nói rằng tự nhiên ông chuyển hóa, nó ông chịu niệm Phật luôn. Bây giờ nhà nhà mấy tầng lầu tầng nào để máy niệm Phật ông cũng cho. Lúc trước cô nói rằng là cô đem máy niệm Phật về cô bật đó, là ông chửi cô, chửi luôn những đức, chửi quá trời chửi luôn. Ông đập không biết bao nhiêu cái máy bể mà nói, khó khăn vô cùng. Mà nói rằng là cô ăn chay cực kỳ vất vả khó khăn. Nên cô nói là cô niệm Phật là cô khóc suốt luôn vậy đó. Tại vì cô chưa tin nhân quả, cô niệm Phật cô khóc suốt à, không chuyển hóa ổng. Nhưng mà cô nghe mình nói chuyện, cô tin nhân quả, cô lo cô tu thôi. Trong cái sự khó khăn cỡ nào cô cũng nghĩ đây là cô thiếu nợ, cô cứ trả. Vậy mà trong vòng 4 năm sau chuyển hóa ổng luôn. Cô gặp nhà đứa cô nói rằng chồng cô giờ ông vui vẻ, ông hoan hỷ lắm. Nhà mấy tầng lầu tầng nào để máy niệm Phật, đều 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 hết. Cô nói rằng ngôi nhà như một ngôi chùa vậy đó. Ông hoan hỷ lắm. Rồi bây giờ ông ăn chay trường rồi, ông phát tâm ăn chay trường luôn. Rồi ông rất hoan hỷ cho cô đi chùa. Nó rất hoan hỷ cho cô đi chùa. Cô rủ ông đi chùa lâu lâu ông đi một lần. Rồi ông nói rằng thôi bây giờ bà đi đi, tôi ở nhà tôi lo công việc, còn bà thì cứ đi chùa đi đi. Còn nhà cô tu thì thoải mái luôn, ông không có khó khăn gì hết trơn. Mà gia đình làm ăn càng ngày càng tốt.
gia đạo càng ngày càng hạnh phúc. Hiểu thấy không? Có nghĩa là mình tu tập mà mình đau khổ, mình khóc lóc với Phật, nó không có chuyển hóa nghiệp nghe. Không chuyển hóa nghiệp đâu. Tại vì cái đó là cái nợ của mình, Phật nói là nợ đó con. Mà con khóc lóc thì làm sao chuyển hóa được. Mà muốn chuyển hóa người ta thì trước nhất phải chuyển hóa mình. Phải chuyển hóa được mình mới chuyển hóa được người ta. Cái này là 100% luôn. Mình mà không được chuyển hóa thì không chuyển hóa được người khác. Đó. Nên bây giờ mình mỗi ngày mình dụng công tu, mình niệm Phật để làm chi? Để có Phật hiệu này nó giải mã những cái u uất trong lòng mình hết đi. Nó giải mã những cái u uất trong lòng mình. Nó thông tâm mình đi quý vị. Nó thông tâm mình đi. Và tin 100% con người thiện, không ác. Họ chỉ nhất thờ bị mê thôi. Chúng ta chỉ nhất thờ bị mê thôi. Khi chúng ta tỉnh là chúng ta sẽ thiện liền. Quý vị tin 100% thì sẽ có ngày đó. Bất cứ một con người nào cũng sẽ có ngày họ thiện. Tại vì người xưa nói nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người vốn là thiện. Nhưng mà chúng ta phải thấy những cái điều bất thiện đó là nhân quả thôi. Chứ sớm muộn gì họ cũng thiện. Quý vị yên tâm đi. Trong gia đình quý vị, người thân quý vị chưa tu, sớm muộn gì cũng tu. Đời này họ không tu thì đời sau họ tu. Đời sau họ không tu thì chắc chắn đời nào họ phải tu. Tại vì họ nghe qua câu Phật hiệu rồi, họ có duyên rồi, chắc chắn họ phải tu thôi. Nên từ bây giờ bản thân mình phải tin con người vốn là thiện, chắc chắn nó sẽ là thiện. Bây giờ giữa mình với họ bất hòa nha, do nhân quả. Do nhân quả. Thí dụ như họ ghét mình mà mình không ghét họ là do vì mình đã từng ghét họ. Bây giờ họ trả lại là họ ghét mình. Có nghĩa là nó đối lập với nhau thì hai bên đều đối lập. Còn nếu một bên đối lập, một bên không đối lập là vì mình đã thiếu cái sự đối lập đó. Nên họ trả lại cho mình như vậy thôi. Nên mới nói là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái câu này nó không đơn giản đâu quý vị. Câu này nó không đơn giản đâu. Nên mình nói mình tin Phật, mình mà tin Phật rồi nó giải mã những cái điều u uất trong lòng mình. Và mình tin 100% nhân quả thì bản thân mình sẽ ít bị phiền não. Tin 100% vì nhân quả, bản thân mình sẽ ít bị phiền não. Quý vị coi trong cái cuộc đời này, bao nhiêu con người đang đến với nhau bằng một tình cảm chân thật tự nhiên. Tại sao không thấy không chân thật nữa? Vì nó đến lúc phải như vậy rồi. Tại vì cái duyên và cái phước chân thật nó đủ rồi. Thì nó phải đi đến cái chỗ mà nó không chân thật. Giống như đi đoạn đường vậy thôi. Đoạn đường này đi rất bằng mà tới đoạn đường nó không bằng nữa. Mình nói tại sao con đường này không bằng? Nó tại vì con đường này chưa làm xong. Chưa làm xong thì nó không bằng. Thì cái con đường bằng kia thì giống như cái tâm mình nó đã thiện rồi. Thì cái đoạn đó thôi, còn cái đoạn này nó không thiện nè. Là bắt đầu là nó sẽ chỗ ra những cái điều không tốt nè. Đó, rồi nó chỗ ra cái không tốt xong. Rồi nó sẽ đi đến chỗ tốt. Nó sẽ đi đến chỗ tốt, chắc chắn luôn. Mình chỉ cần tin Phật, tin 100% tin Phật đi, nó sẽ đi đến chỗ tốt. Đó. Mình chỉ cần mắc lòng tin với Phật thôi là mình tiêu. Nên quý vị nhớ nè. Nhiều con người chúng ta đến với nhau gần gũi mà bị tạo nghiệp chướng và mất lòng tin với nhau là ngay chỗ gì? Lúc xưa những đứa cùng từng nói bị rất nhiều lần là gì quý vị không? Đặt vào tâm con người mà không tin nhân quả. Mình không phải đi nghi con người mà mình đặt vào con người này là họ dữ dằn quá, họ là Phật Bồ Tát gì đó, tái lai. Mình đặt họ bằng một cái tiêu chuẩn cao quá. Nhưng mà ở trong cõi đời này nó phải có cái nhân cái quả. Rồi cuối cùng mình quá hy vọng họ, rồi mình thất vọng họ. Tại vì con người mà giống như đoạn đường bằng bị quá mê à. Cuối cùng đi đến con đường vòng cái bị hụt hẳn đó. Tại sao mà con đường bằng quá mà bây giờ nó vòng kỳ cục ấy. Thì thấy không? Tại sao mà quá tốt mà bây giờ tự nhiên xấu kỳ cục ấy. Nó có nghĩa là thần tượng rồi cuối cùng nó vỡ nát cái thần tượng. Rồi nó trở thành hận thù. Ghê không? Ghê lắm, cẩn thận. Nên bạn bè chơi chung gì đó, những đức thường nhắc, hồi xưa nhắc hoài mà. Nhất là nữ với nữ nhau, đừng có đem cái chuyện nhà mình đi nói cho họ nghe. Nghĩ rằng thân chút nói trơn, mai mốt coi chừng có chuyện xảy ra. Cái này là quý vị gặp rõ ràng thôi. Mấy bà thì nhiều chuyện lắm. Mấy bà có chuyện là mấy bà đi kể tùm lum. Chuyện chồng, chuyện con, chuyện vợ, chuyện gì gia đình tùm lum mấy bà kể. Mấy bà kể có ngày với cái kiểu mà mình ngày xưa, mình quen ai, mình yêu ai, mình đi kể cho bạn bè nghe. Cuối cùng nó ghét mình cái nó đi kể cho chồng mình nghe. Cuối cùng chồng mình nói ôm thì ma mày cũng dữ dằn nha.
cuối cùng có chuyện gia đình, thấy chưa? Dại quá. Gặp nhau thì giả lả chơi, uống ly nước đồ thôi, đừng có đem cái chuyện của nhà mình, chuyện bản thân mình đi nói tùm lum. Thứ nhất là bạn đồng tu nữ cũng nhiều chuyện đó, tu tu nhiều chuyện à, cẩn thận. Nó nên yên ở nhà mà lo niệm Phật là tốt nhất. Có khi chiếc điện thoại không cũng nhiều chuyện, nghe chuyện gì, nghe ngóng chuyện gì cái là nhắn tin. Bây giờ không đi được, kẹt xe, bây giờ cầm điện thoại nhắn. Thấy chưa? Thấy nguy hiểm không? Nên những đức nói rằng có cái room này nó đỡ biết bao nhiêu nhiều chuyện. Vì mấy bà tu suốt, bà không có thời gian. Thôi nhiều chuyện thì ghê. Nhiều chuyện mà làm cho mưa không thuận gió không hòa. Thấy chưa? Nguy hiểm đó. Nên quý vị biết rằng những điều hồi xưa những đức nhắc nhở bị suốt không? Mà những điều đó nó đều có hết trơn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nên đối với con người từ hôm nay mình kinh nghiệm quý vị. Đối với con người lúc nào họ tốt thì tốt, lúc nào họ không tốt thì không tốt. Chuyện đó của họ và nhân quả của họ. Còn bản thân của mình làm sao mình tốt đi? Bản thân mình làm sao mình tốt mới là quan trọng nè. Giống như những đứa nói con đường bằng là tới con đường mà ổ gà, mà nó ổ con đường này sao ổ gà kỳ cục với ta. Không chấp nhận được, không chấp nhận cũng ổ gà. Đó, cái nguyên lý nó đã là như vậy rồi. Nên cái tin nhân quả là cái rất quan trọng và tín nguyện niệm Phật là quan trọng. Cái tin nhân quả đi đến tín nguyện niệm Phật rất phù hợp. Và Ấn Độ thì nó dạy nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức. Có khi nói những điều nó rất là cao siêu, những điều nó rất là hay, văn tự trao chuốt hay, nhưng nó không bằng nói vào nhân quả. Nó nói vào nhân quả thì hoàn toàn nó thông cái tâm người ta, mà nói lời trao chuốt khi mà gặp sự cố gì một cái là nó vỡ mộng con người ta. Con người mình sống trong mộng rồi cuối cùng bị vỡ mộng. Thí dụ như bây giờ cái cô này đi, cô mỗi ngày cô nằm, cô nghĩ, cô mộng tương lai có một chàng thái tử đến cưới cô. Chàng trai đó đẹp trai, cao ráo, phong độ này kia. Cuối cùng có lấy nhầm thằng chồng lùng xịn, bị hô. Cuối cùng bỏ vỡ mộng, bỏ đau khổ, chết mồ bỏ luôn. Quý vị nghĩ đi. Đó, con người thường đó, mộng mị rồi khổ trong mộng. Hy vọng rồi tự nhiên mất cái hy vọng đó rồi, tự nhiên tuột dốc luôn. Nên con người phải đặt mình là quan trọng. Còn con người ta mình đâu có quyết định được cho người ta. Mình cũng không biết người ta lúc nào sao nữa. Cả chồng vợ con mình bên cạnh mình cũng không quyết định được cho họ sao nữa. Mình có thể nuôi con không lớn nhưng mà đứa con nó suy nghĩ. Và cái tác động của nghiệp đứa con này mình không biết nó làm sao nữa. Đứa con này nó rất là hiền đối với mình dạy nó rất hiền, rất thiện. Nhưng khi nó có vợ có chồng, cái tác động của nghiệp là nó sẽ sanh ra cái ái giữa vợ chồng nó. Rồi nó sẽ quay mặt lại với mình. Đó là tác động nghiệp. Nó câu thúc lại với nhau. Cuối cùng nó lại trở mặt quay lưng với mình. Mình nói rằng, ủa tao có một mình mày mà tao nuôi tao quá nhiệt tình. Sự nghiệp tương lai của mày hết mà. Tại sao mày đối xử với tao vậy? Giống như cái câu chuyện A Xà Thế thấy không? Chỉ có một thằng con trai tương lai là giao ngôi vua nó thôi. Nhưng mà tác động nghiệp nó phải giành ngôi vua trước. Cuối cùng nó bắt cha nó nhốt đi giết cha. Rồi bắt mẹ nhốt vào lãnh cung. Bà Vi Đề Hy bà đau khổ vô cùng tột cùng. Mới nói một cái quốc độ gì mà khổ dữ vậy, cha con mà đi giết cha, xót ngôi cha, mà tương lai cũng giao ngôi vua cho nó thôi. Vì thấy không, bà muốn sanh về cái quốc độ mà không có những cái sự hơn thua giành giật này. Cái tâm chân thật của bà nên cảm Đức Thích Ca Mâu Ni mới thị hiện ra cho bà thấy tất cả quốc độ của mười phương chư Phật để bà chọn lựa. Nhưng mà cái nhân duyên đặc biệt Phật gia trì cho bà nhìn ngay cái thế giới Cực Lạc, bà chọn cái quốc độ Cực Lạc. Đức Phật khen bà Vi Đề Hy lành thai. Chính cái nhân duyên bà Vi Đề Hy bà chọn, cái sự đau khổ của bà là nhân sinh về sau đau khổ. Và bà biết chọn thế giới Cực Lạc, đó là tấm gương để cho người đời sau khổ đau cung tột phải chọn thế giới Cực Lạc mà về. Hay chưa? Vì thấy cực kỳ hay không? Bởi vì cái điều mà chia sẻ Phật pháp mà nó làm sao mà đưa vào nhân sinh á, nó không phải là chết văn tự. Có nghĩa là pháp nó không có thể nào dùng pháp chết đi chia sẻ cho người ta được, mà phải sống động. Làm sao bị nghe mà thích nè, nghe mà nó cảm giác nó hừng hực cái tâm, mà thấy mình có cơ hội mình về Cực Lạc được đó thì được rồi đó. Đó, mà ai nghe cũng cảm thấy mình được lợi ích đó, vậy thấy không? Nên bà Vi Đề Hy bà chọn thế giới Cực Lạc, bà là đại diện cho tất cả chúng ta giờ sao trong cái sự hơn thua đấu đá đau khổ đến mức cung tột. Có sự đau khổ nào bằng đau khổ con giết cha, con hại mẹ không? Sự đau khổ này là không tưởng tượng được sự đau khổ này luôn. Không có cái đau khổ nào bằng cái đau khổ này chứ. Bị lừa dối vẫn không bằng con mà giết cha hại mẹ. Đây là sự đau khổ nhất.
đau khổ đến mức cùng tột trong tâm bà luôn. Bà niệm Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thị hiện, Ngài cho con, Ngài chỉ có một cái chỗ đi về đi. Cái quốc độ này nó khổ quá, con người hơn thua tranh giành với nhau như vậy. Ngài chỉ con đi. Đức Thích Ca Mâu Ni nó nhân duyên đã đến rồi, Ngài giới thiệu thế giới cực lạc liền. Bà chọn thế giới cực lạc đại diện cho mình quý vị à. Nên chúng ta dù gặp một sự cố gì, chúng ta vẫn may mắn là chúng ta có một chỗ đi về, đó là thế giới cực lạc. Nên từ hôm nay tuyệt đối cuộc đời của người chúng ta không có khổ. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, khổ cái gì. Nếu như mình đau khổ thì bản thân mình thua rồi. Đau khổ thì thua rồi. Nên quý vị nghe như vậy rồi phải tin nhân quả, quý vị phải tin nhân quả đó. Phải tin nhân quả và phải làm sao mà siêng năng niệm Phật. Đây là cái rất quan trọng. Tin nhân quả, siêng năng niệm Phật cực kỳ quan trọng luôn. Nó phải tin nhân quả và phải tin ngay bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Quý vị mà tin ngay cái bổn nguyện Đức Phật A Di Đà là 100%, quý vị sẽ không đau khổ và quý vị sẽ không thất vọng ai cả. Nhớ kỹ nghe, tin nhân quả, tin ngay bổn nguyện Đức Phật A Di Đà sẽ không thất vọng ai cả. Con người chắc chắn là thiện, chỉ cần quý vị bao dung, quý vị không buồn hận họ để trong lòng, nhất định họ sẽ thiện. Một ngày nào họ sẽ thiện, một đời nào họ sẽ thiện, và nhất định họ sẽ về cực lạc. Tại vì chúng ta đều phát nguyện hết trơn quý vị. Các pháp hội mấy chục ngàn người đều phát nguyện cầu sanh cực lạc hết rồi. Sớm muộn cũng về cực lạc, mà chừng nào về thì chuyện đó ai biết. Chứ sao giờ, chuyện này thì cái chuyện của mỗi người quyết định thôi. Đã phát nguyện rồi nhất định sẽ về, nhưng không biết chừng nào về. À, vậy thì chúng ta phải về thế giới cực lạc. Nên khi mà vô tu á, ngồi gần gần đó, ngồi gần gần gần, gần tu nhau á, mấy bà lên tới trên tu rồi mà mấy bà ngồi gần gần, mấy bà còn nhiều chuyện. Tôi thấy có nhiều nhóm ngồi niệm Phật mà cũng nói chuyện, nói niệm Phật còn khiêu khiêu giỡn nhau. Lên tới trên tu cả ngày làm việc mà tu có một chút mà cũng nhiều chuyện nhiều điều. Nhất là mấy bà này nhiều chuyện dữ lắm. Chứ mấy ông đã ngồi đâu ta ngồi nghiêm túc đó, không thấy nhúng nhích. Mấy bà là thấy nhiều chuyện nhiều điều ghê gớm. Bởi vì mấy bà đi đến đâu được tôi thấy sóng gió bà đào đến đó. Nên tôi thấy mệt ghê. Thấy không? Nên nó nói gì mà xem lại đó. Khi bây giờ tu mà bà giáo giác mà nhìn tìm cái gì không biết. Có nhiều bà đang tu mà thấy đưa cái tay gì nè, làm cái nhịn chuột á, vuốt và coi bên này có ai không, có ai kinh khủng gì đó. Vậy mà làm sao mà về cực lạc được, lâu gì chứ không phải là không gì, nhất định sẽ về nhưng mà không biết đời nào mới về. Nên thấy chưa, cái bà tu mới đẩy con chuột vậy nè. Ủa bà mới tu đưa tay có làm gì chẳng. Khi gặp nó, ủa cô sao mà cô tu cô đưa tay cô làm, nó vuốt tới vuốt lui cái điện thoại con này, có đứa nào vắng mặt không. Mệt ghê chưa, kinh khủng như quý vị. Kiểu này sao giảng sanh đó. Cả ngày bao nhiêu công chuyện gì mà tới giờ lên tu ngồi kế bên của khiều khiều nhiều chuyện nhiều điều. Nay thấy cho thầy Đức ngủ gục người ta, ngủ kể túi. Bà lo bà niệm Phật đi, tôi nhắm mắt chứ có ngủ đâu. Nhắm mắt để thanh tịnh tâm chứ không có gì ngủ chứ. Không đó. Nè, tối hôm nay 12 giờ phi, ngày mai 12 giờ phi, ngày mốt 12 giờ phi, 3 ngày 12 giờ phi. Tu xíu luôn thử nó làm sao. Bữa nay xuống 2 ký, tu thời gian mà còn chừng 4 mấy ký cho nó nhẹ nhẹ. Cái thời cuộc đi ra ngoài bây giờ mình khó khăn, giải sầu nó cũng mắc mỏ, nên ốm ho lại mai đồ nó cũng đỡ tốn giải. Nghe quý vị. Nên từ nơi đó bởi vì tu giết giờ nó nhẹ nhàng lắm, nay mặt không còn miếng thịt, xương chút đỉnh. Nhưng mà tâm nó háo hức quý vị ơi. Tâm nó háo hức cầu sanh cực lạc. Quý vị nhớ ngày xưa như ốm nhem nhách không? Thân ốm mà tâm không ốm. Sau này nó mập tí, thân mập mà tâm nó ốm lại. Nên nếu con người tu hành không tưởng tượng được. Thấy chưa? Có khi mập mà tâm nó không mập, mà ốm mà tâm nó lại không ốm. À, cái quan trọng giảng sanh là tâm nó phải mập. Còn mập mà tâm nó ốm chưa chắc giảng sanh. Không? Nên quý vị nhớ kỹ nghe, tuyệt đối không có được thất vọng ai. Phải tin nhân quả và phải tin Phật A Di Đà tiếp dẫn mình. Phải tin Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, cái này là cái quan trọng nhất. Và phải tin nhân quả. Dù cái đau khổ gì trong cuộc đời, hãy nghĩ mình thiếu nợ thì phải trả đi. Nhất kỹ, thiếu nợ là phải trả.
Phải trả đi, vui trả đi nhất định chuyển hóa liền. Không vui trả cũng phải trả mà lâu. Vui trả thì mau. Nhiệt tình vui trả hết mình, đừng có tâm hại người. Nhớ kỹ nghe, muốn sanh cực lạc đừng có tâm hại người. Thà con người mình nói một lời mạnh mẽ mà đối mặt, đừng bao giờ trước mặt thì nói ngọt mà sau lưng thì ẹt. Vậy không được. Vậy không được. Mình muốn giảng sanh chơi gì không đúng. Thấy không? Thà mình, con người mình nó không nói chuyện ngọt ngào như người ta, mình nói đối mặt thẳng với người ta, chứ đừng có nói những lời trao chuốt ngọt ngào. Đây là mình dạy con mình luôn quý vị, tuyệt đối dạy con mình như vậy luôn. Dù con mình nói chuyện không dễ thương, nhưng mà nó dám nói thiệt, nó dám nói thật lòng, nó vẫn là cái tâm thiện. Thấy không? Chứ đừng có đứa con mình mà trước mặt người ta mà nó nói ngọt mà sau lưng người ta mà nó ẹt, rồi là xong luôn, thua. Cái này là mới ác đó. Nhớ nghe quý vị. Thôi chúng ta quyết tâm về cực lạc quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.